3 năm rồi mới tổ chức sinh nhật. Hoa hậu Kỳ Duyên đón tuổi 25 ấm cúng bên hội bạn thân. Nàng hậu đẹp rạng rỡ bên cạnh những người bạn trong ngày sinh nhật. Hoa hậu Kỳ Duyên vừa đón sinh nhật lần thứ 25. Thời điểm này thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn bình thường mới nên thay vì tổ chức tại gia, Hoa hậu Việt Nam đã quyết định làm một buổi tiệc nhỏ cùng những người bạn thân thiết nhất như siêu mẫu Minh Triệu, Diệp Lâm Anh, nhà thiết kế Đỗ Long, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Toàn bộ không gian buổi tiệc được trang trí đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Ngoài ra, tất cả mọi người tham dự tiệc sinh nhật đều lên đồ theo dây co dây trắng. Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ, 3 năm rồi mới tổ chức sinh nhật lại thấy bỡ ngỡ quá. Bữa tiệc mừng tuổi 25 thật vui bên những người yêu thương, cảm ơn cả nhà. Ngoài những hình ảnh bên bạn bè, Kỳ Duyên còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc riêng, khoe trọn nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong từng sút hình, nàng hậu dễ chinh phục người đối diện bởi vẻ ngoài nổi bật. Có thể nói, ở tuổi 25, Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng quyến rũ, tươi tắn. Thứ hai là xuyên suốt 7 ngày trong quá trình nhập ngũ, có điều gì Duyên chưa thực hiện được và cảm thấy nuối tiếc không? Thật ra nếu mà nói về trong suốt 7 ngày trong quá trình nhập ngũ thì mình cảm thấy nuối tiếc đó chính là mình chưa có thêm được thời gian để mà mình có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn, tâm sự với mọi người nhiều hơn, là có những khoảng thời gian mà trải qua cùng nhau nhiều hơn. Thì đấy cũng là một cái điều mà mình cảm thấy khá là nuối tiếc. Đồng chí Kỳ Duyên có cảm thấy gặp 5 đồng chí khác mùa này giúp đồng chí phát huy máu hài trong người không ạ? Thật ra thì bản thân mình cũng là một cái người sao nhở, khá là hay kiểu trêu chọc bạn bè, đặc biệt là những người bạn của mình thì mình cũng hay trêu chọc, vì là mình mang cái danh hiệu hoa hậu á, nên là bản năng kiểu mình luôn phải nghiêm túc với tất cả mọi vấn đề. Ở trong chương trình Sài Vũ cũng thế, ở 1-2 tập đầu thì bản thân mình thấy mình cũng hơi căng thẳng, nhưng mà khi tiếp xúc với những khi mà tiếp xúc với mọi người kiểu như chị Nhi này, hay chị Hậu này, hay là chị Thư, chị Vân, hay chị Yến cũng thế, những người đó thì họ là những người ca sĩ và những người diễn viên, có cả những người diễn viên hài nữa, thì họ có thể là moi được ở trong bản thân của mình ra gì đấy để mà mình cảm thấy là mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, mình cũng cảm thấy là vui vẻ hơn khi mà ở cạnh mọi người. Và mình nhiều khi kiểu mình cũng hay nói ra một vài những cái câu là kiểu cũng hơi ngớ ngẩn ý. Đồng chí Kỳ Duyên có ý kiến đúng không? Dạ, tôi có câu hỏi là bình thường bể bơi là nước sẽ có màu xanh nhạt, nhưng mà bể bơi này có màu nước lèo thì có màu nước lèo thì có màu nước lèo thì thì tôi không biết là đây có phải là màu sắc đặc trưng của lưới đàn ta không ạ? Lưới đàn ta không ạ? Lưới đàn ta không ạ? Đồng chí Kỳ Duyên nghĩ sao về việc sẽ cùng đồng chí Diệu Nhi thành lập một nhóm hài hoặc một nhóm nhạc mang tên Kỳ Diệu ạ? Đang kéo vali á? Ồ vậy hả? Tìm em ngoài sân bay. Chiều xa đứng trong em về chưa? Dòng sông nước lớn, nhưng bây giờ em ở đâu? Xa xa cánh cò về tổ ấm. Hương sắc tiên, hương sắc tiên. Quên lời, quên lời. Nhưng mà nói thế thôi thì nếu tại vì thực sự là để mà trở thành một nhóm hài hay là một nhóm nhạc thì không phải là cứ thích là làm được. Mỗi người nghệ sĩ sinh ra thì họ đều có những cái năng khiếu về những cái lĩnh vực như thế. Thật ra những cái hài hay là ví dụ như là làm ca sĩ thì phải có giọng hát nè, phải hát hay. Còn làm diễn viên hài thì phải thật duyên dáng, thật là vui, thật là tự nhiên trên sân khấu. Chỗ rất tiếc cả cái đó mình đều không có. Kết thúc chương trình, rất nhiều khán giả đề nghị Duyên đóng phim hành động. Bạn nghĩ sao về điều này? Có một đạo diễn mời một vai thích hợp, Duyên có thử sức mình không ạ? Oh!
mình á, mình cũng khá là hợp với những cái chương trình hay là những cái hoạt động mà kiểu liên quan về thể chất, mà kiểu hoạt động của đánh võ hay là thể dục thể thao là những kiểu như vậy. Khi mà có một cái duyên nào đó đến và mình cảm thấy là cái vai nó thích hợp với mình thì mình cũng sẽ nhận lời. Cái duyên của ấn tượng như thế nào về các chiến sĩ trong đơn vị, chiến sĩ nam nào đã để lại ấn tượng nhất với đồng chí ạ? Ấn tượng của mình về các đồng chí chiến sĩ cũ trong đơn vị thì thật ra là bản thân mình thì mình thấy là nhắc đến quân đội ấy, thì mình sẽ luôn nghĩ đến những cái sự rất là nghiêm túc, rất là nghiêm trang. Các chị đánh mặt gióng hàng. Cảm giác của mình cũng khá là sợ, kiểu hơi bị ngộp ấy. Tại vì ngay từ nhỏ là cái ấn tượng của mình về quân đội nhân dân là nó là như thế rồi. Nhưng mà khi mà được vào trong chương trình xây nhập ngũ và được tiếp xúc với các đồng chí mũ trưởng cũng như là các đồng chí chiến sĩ cũ thì mình thấy là tất cả mọi người ở đây thì trong những cái giờ huấn luyện và trong những cái giờ mà phải làm việc thì đúng thật sự là rất là nghiêm túc và rất là phải chính xác từng ly từng tí một ấy. Sau khi tôi giao nhiệm vụ xong, đồng chí phải làm gì? Rõ. Làm lại. Sau khi hết, đồng chí phải làm gì? Nhưng mà khi mà hết giờ làm việc thì mọi người lại rất là vui vẻ, hòa thuận với nhau. Mai đây sẽ rơi rồi, để rừng ta làm nhà, làm trời cao. Cảm ơn đồng chí. Sao ạ? Có thể nói lý do không? Bởi vì tôi nghĩ hoa hậu thì chắc là kiêu căng này nọ kiểu rồi. Nhưng mà tôi thấy đồng chí Kỳ Duyên rất là thân thiện. Hôm đi gác thậm chí đồng chí Kỳ Duyên thấy cái rác còn nhặt đi vứt. Không tìm thấy chỗ vứt. Không tìm thấy chỗ vứt. Vứt lại chỗ nhặt. Để đeo một góc xong mang về phòng vứt. Những người tốt việc tốt đây rồi. Đồng chí mà mình cảm thấy ấn tượng nhất là có thể là đồng chí Doanh. Đồng chí Doanh là một người là luôn mang đến những cái năng lượng tích cực và vui vẻ cho tất cả mọi người. Tưởng hết rồi, hết hồn. Tưởng là tôi xin hết. Tôi thì hay tìm là cây hài. Tại vì nhiều lúc mà đi huấn luyện thì đồng chí Nhi là cười cũng ngậm mồm. Mà đồng chí Nhi nhiều lúc thì đồng chí Nhi nhìn rất là hài. Đồng chí Nhi nó cười. Cậu chưa bao giờ tôi đi vậy hết. Tôi chỉ đi thế này, chạy thế này, chạy thế này, chạy thế này, kèm theo nhít đất thế này. Hãy kể tên tất cả những món chị đã ăn trong quân ngũ. Hầu như tất cả các ngày thì mình đều ăn cơm, mới ăn cơm đổi món khác nhau. Nói chung là cũng có đầy đủ các chất, thịt heo, thịt bò, thịt gà, rồi là cá, rồi là đậu hũ, rồi rau luộc, rau xào, rồi là canh. Nói chung là có tất cả các món như vậy. Nhưng mà đến cái ngày cuối cùng là ngày Chủ nhật thì buổi sáng Chủ nhật mình được ăn món bánh ướt. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.